Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tiếp tục với mùa trung thu năm nay, Diễm chia sẻ cách làm món bánh trung thu tiramisu. Thì vỏ bánh rất là đơn giản mà khi mà mình nướng xong á, sắc nét nè và mình để sang ngày là bánh mềm liền. Về nhân á, thì làm cũng không có khó. Với cách làm mà Diễm sẽ chia sẻ thì Diễm nghĩ ai cũng có thể làm được những chiếc bánh trung thu thiệt là ngon. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Mình bắt đầu với lại phần nhân bánh trước. Ở đây Diễm có đậu xanh đã nấu chín. Diễm nấu 100g đậu xanh với lại 400ml nước, 1/4 muỗng cà phê muối. Thì cái công thức á, Diễm ghi ở phần miêu tả video. Sau khi nấu xong, mình sẽ thu được là 320g đậu xanh đã nấu chín như vậy. Mình cho vào đây 60g đường, 50g sữa đặc có đường. Về dầu thì mình sẽ cho vào lúc này luôn nha, là 40g. Để cho cái nhân á, nó có cái vị của bánh tiramisu thì mình sẽ cần cà phê. Diễm có 100ml nước. Cà phê á, thì Diễm dùng 4g bột cà phê hòa tan. Diễm dùng hiệu của Starbucks ha. Nếu mà mình không có thì mình cứ pha cà phê đậm đặc thiệt là đậm luôn á, 100ml á, rồi mình cho vào. Bột cà phê này á, thì Diễm sẽ cho vào trong nước. Tiếp theo để nhân nó có cái độ kết dính và nó dẻo á, thì mình sử dụng thêm 20g tinh bột bắp. Mình cũng có thể sử dụng bột bánh dẻo cũng được luôn nha. Rồi bây giờ mình khuấy cho cà phê nè, tinh bột bắp và nước á, nó hòa đều với nhau. Sau đó mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào trong cái nồi đậu xanh luôn. Rồi mình cho vào máy xay sinh tố hoặc là mình dùng máy xay cầm tay á, mình xay. Miễn sao cho nó thật là nhuyễn và mình phải thấy là dầu á, nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp. Nếu mà mình xào nhân mà hay bị tách dầu thì mình hãy làm theo cách này đi. Mình xay cho dầu nó hòa đều luôn rồi mình cho lên bếp mình sơn thì rất là ít khi bị tách dầu. Đó, mình xay cho cái hỗn hợp nó thiệt là nhuyễn mịn, kỹ lưỡng hơn á, mình có thể rây lại ha. Diễm á, thì Diễm thấy rất là nhuyễn rồi. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo này lên bếp và mình để cái lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số, Diễm sẽ để số 6. Rồi bây giờ mình cứ khuấy thiệt là nhẹ nhàng, đều tay. Nói chung làm bánh trung thu nhân nhuyễn á, thì cực nhất là cái phần xên nhân này thôi. Thời gian để xên cái nhân này đạt á, là khoảng 15 phút. Xên nhân này thật ra rất là dễ nhưng mà mình cũng cần lưu ý tí xíu. Nếu mà mình để cái lửa nhỏ thì mình xên rất là lâu. Mình cứ để cái lửa trung bình đi. Rồi bắt đầu mình thấy nhân nó sệt lại như vậy nè. Thì mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ, Diễm để số 4 và mình cứ xào ha. Diễm thấy chính xác nhất là mình nên cân với cái công thức nhân này á. Diễm thấy đạt là nhân nó sẽ dao động từ 460 cho tới 480 gram. Đừng có ít hơn hoặc là nhiều hơn. Nhiều hơn thì nhân nó mềm quá, còn ít thì nhân nó bị khô. Lúc này mình thấy nhân nó cũng còn rất là nhão, mặc dù Diễm cân là 470 gram đó. Nhưng mà mình cứ nhắc khỏi bếp và mình đảo thêm tí xíu. Khoảng chừng 30 giây thì mình thấy nhân á, bắt đầu nó sẽ đặc lại. Mình cho vào một muỗng cà phê tinh chất vani ha. Rồi mình trộn á, cho tinh chất vani nó đều với nhân. Nhân lúc này mình thấy nó sẽ chắc hơn, nó thơm nè. Nó có một cái độ dẻo và rất là mịn. Mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại và mình để cho nhân nó nguội. Rồi mình mới mang mình đi chia. Trong thời gian này á, thì Diễm đi làm cái phần kem mascarpone. Bánh tiramisu thì cái kem mascarpone này là cái kem chính luôn ha. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng nè và Diễm mua ở trong siêu thị của Na Uy thôi. Mình mua ở Kiwi, Rema hay là Mini đều có. Lượng kem mình cần cho cái công thức này là 120g. Lúc mà mình làm xong thì nó sẽ dư. Nhưng mà mình nên làm cái lượng này tại vì nếu mình làm ít quá thì nó dễ bị loãng á, lúc mà mình nặn nhân rất là khó. Diễm cho vào đây 30g đường bột. Mình nên sử dụng đường bột hoặc là đường cát thật là nhuyễn để cho nó dễ tan. Và để tạo cái mùi thơm cho nhân thì Diễm sử dụng thêm 1/2 muỗng cà phê tinh chất rum. Cái hiệu này Diễm dùng. Diễm thấy cái bánh này mình nên có nha. Thì cái kem nó mới có cái vị đặc biệt. Không mấy thì nó chỉ béo thôi chứ nó thiếu đi một cái độ thơm. Rồi bây giờ mình mới trộn cho kem và đường bột tinh chất rum nó đều. Lúc đầu thì mình sẽ thấy nó hơi đặc. Nhưng mà mình trộn khoảng chừng 30 giây là bắt đầu kem nó mềm ra. Mình thấy nó đều và nó mịn như vậy là được. Diễm sẽ lấy cái túi bắt bông kem á, Diễm cho kem vào. Như vậy để tí xíu nữa mình nặn vào trong nhân á, nó rất là dễ.
Rồi bây giờ mình mang cái kem này mình để vào trong tủ lạnh nha. Khi nào làm thì mình mới lấy ra. Tại vì Diễm thấy kem này nó rất là dễ tan. Nhưng mình kiểm tra nó đã nguội rồi, hoặc là còn ấm tay tí xíu cũng được. Mình đừng có nên làm nhân trước một ngày thì Diễm thấy hơi bị khô. Mình chia mỗi viên nhân là 30g. Mình cần cân để chính xác cho cái bánh nha. Và mình sẽ miết cái viên nhân như vậy. Cho cái nhân nó dẻo trở lại thì lúc mà mình vo đồ nó dễ dàng hơn. Nhân nó không có bị bể hay là bị nứt. Đó, mình thấy nó mướt như vậy nè. Lúc đó mình mới vo lại cho nó tròn. Mình xe tròn thì mình thấy viên nhân nó mịn, nó mướt, nó bóng dầu như vậy là đạt. Dưới công thức nhân này mình làm được 15 cái bánh. Mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm mình bọc lại tránh cho nhân bị khô. Rồi mình lấy phần kem mình bảo quản trong tủ lạnh ra bây giờ và mình nặn kem vào. Túi bắp bông kem này thì mình sẽ cắt một cái lỗ nó có chiều dài 2 cm thì Diễm thấy nó vừa. Rồi bây giờ mình mới lấy cái viên nhân á và mình sẽ tạo một cái lỗ. Diễm dùng cái ngón cái nè, Diễm ấn vào. Rồi mình cứ xoay, mình vừa xoay mình vừa bóp cho nó tạo thành một cái lỗ trũng như vậy. Đó, mình nhìn kỹ ha. Như vậy thì mình cho nhân vào rất là dễ. Rồi mình mới lấy nhân á, mình nặn vào ngay giữa. Phần kem nhân này là 5g nha. Mình không cho nhân nhiều, tại vì mình cho nhiều thì lúc mà mình díp cái mí nhân lại á, rất là khó. Đó, rồi mình túm ở trên lại như vậy thôi. Nhẹ nhàng và mình túm lại ha. Cái nhân nó dẻo thì mình túm là nó sẽ díp cái mí lại. Và Diễm lưu ý á, là bây giờ á, sau khi túm xong thì mình cứ vuốt cho cái viên nhân á, nó mượt lại thôi. Mình không có vo nha. Tại vì mình vo là cái viên nhân nó sẽ bị bể, bị nứt. Tại vì cái phần kem này nó mềm đó. Mình chỉ cần cái mí nhân á, nó khít lại và viên nhân nó mướt. Không cần tròn cũng được luôn nha. Đó là như vậy. Rồi mình mang 15 viên nhân này. Mình cất vào trong tủ đông đá ít nhất là 4 tiếng. Để cho nhân nó cứng lại thì mình bọc cái vỏ bánh rất là dễ. Hoặc là mình có thể làm sẵn đó, mình để 2-3 ngày, 1 tuần hay là 1 tháng vẫn được luôn ở trong tủ đông đá. Diễm chia sẻ tí xíu về cái bột của vỏ bánh thì mình sử dụng bột mì đa dụng nha. Diễm dùng bột mì hiệu này và cái hàm lượng protein của nó là 12g trên 100g đó. Nếu mà ở Việt Nam thì mình sử dụng bột mì số 11. Và để cho cái vỏ bánh nó thơm, nó có cái màu nâu nhạt thì mình sử dụng thêm bột cacao. Bột cacao nguyên chất 100% ha. Diễm làm bánh trung thu á, Diễm muốn là làm liền nên Diễm không có nấu nước đường và Diễm sử dụng mật ong. Mật ong á, có cái vị ngọt rất là thanh và khi mà mình nướng thì nó vẫn giữ nét bánh đẹp nè, sang ngày vỏ bánh vẫn mềm. Còn nếu mà mình có nước đường thì mình cứ sử dụng nước đường không sao hết. Mình cân mật ong đi cho nó chính xác nha. Diễm cân 120g. Tiếp theo là 30g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Bột cacao thì mình cần 10g. Và mình sẽ lấy cái phối lòng, mình khuấy cho bột cacao, nè mật ong và dầu ăn nó thiệt là đều luôn. Nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sệt và đặc như vậy. Và mình thấy cacao nó phải tan hoàn toàn chứ không có còn vón cục ha. Rồi mình cân ra 150g bột mì đa dụng mình cho vào. Rồi mình đeo bao tay á, và mình bóp cho bột nó thấm đều. Nhồi bột bánh trung thu thì rất là dễ, không cần phải kỹ thuật hay là nhồi lâu gì hết. Quan trọng là mình thấy á, bột nó thấm với cái phần mật ong và nó tạo thành một cái khối bột. Trong trường hợp mà mình nhồi mà mình thấy bột quá khô thì mình cứ thêm nước đường hoặc là mật ong. Còn nếu mình thấy nhão thì mình cứ thêm bột thôi, rất là dễ. Diễm đã canh chỉnh cái công thức này thì Diễm thấy rất là chuẩn rồi. Đó, mình thấy bột nó sẽ tạo thành khối như vậy, nó hơi chắc. Nhưng mà lúc mà mình cầm thử một cái miếng bột lên á, để Diễm lấy thử cho mình xem. Mình bóp lại, mình thấy nó rất là bóng và nó mềm nha. Lúc mà mình ép cái miếng bột mỏng á, thì mình thấy có thể bột nó chảy tí xíu. Như vậy thì Diễm thấy rất là chuẩn. Còn nếu mà mình thấy nó không chảy mà nó vẫn giữ cái nguyên cái hình dạng thì mình nướng á, nó hơi bị khô. Và như vậy cái bánh nó dễ bị nứt. Lấy màng bọc thực phẩm á, đậy bột lại và mình sẽ mang mình đi đóng bánh liền luôn. Không cần để cho bột nghỉ. Đây là nhân mà Diễm để trong tủ đông đá được 4 tiếng. Thì mình thấy ở đây
Mình thấy cái màu ở trên này nó hơi nhạt, mình nghĩ là nó bị giống như nó bị chảy nhân, nhưng mà không phải nha, giống như là hơi nước động lại thì cái màu nó nhạt thôi. Và Diễm lưu ý là cái viên nhân nó phải thiệt là cứng, cứng như vậy thì mình bọc bột nó mới dễ. Nếu mà mình làm chậm chưa quen thì mình cứ lấy 5 viên nhân ra mình làm trước, phần còn lại mình cứ cất trong tủ đông đá. Bột á, thì mình lấy á, là 15 gram cho một cái bánh. Mình bóp cho bột nó mướt, sau đó mình xe lại cho nó tròn. Rồi mình mới dùng những cái đầu ngón tay mình đó, mình vừa xoay, mình vừa ép cái miếng bột cho nó mỏng. Cái đường kính của miếng bột á, nó khoảng từ 5 cho tới 6 cm là được. Rồi mình mới lấy nhân á, mình cho vào ngay giữa. Rồi mình lật cái miếng bột lên. Dạ, mình để cái miếng bột trong lòng bàn tay mình á, và mình kéo, mình vừa kéo miếng như mình phủ cái viên nhân á. Mình phủ cho tới khoảng còn khoảng 1/4 của viên nhân á, là mình lật cái miếng bột lên như vậy. Rồi mình lại vừa kéo mình vừa xoay á, mình túm cái mí nó lại. Nhân mà mình để trong tủ đông đá cho nó đông cứng như vậy thì mình bọc bột này rất là dễ luôn. Và nếu mà chỗ nào mình thấy giống như nó hơi bị rách bột á, thì mình cứ kéo bột lại và mình xe cho nó tròn thì cái bột nó sẽ phủ kín cái nhân. Và Diễm lưu ý là mình phải xe cho cái viên bột nó bóng lên, bóng dầu lên luôn như vậy ha. Mình bọc hết 15 viên nhân rồi mình sẽ đi đóng bánh luôn. Mình cứ để ở nhiệt độ phòng, lúc mà bọc nhân xong rồi thì không cần phải cất vào trong tủ đông đá nữa. Vậy khuôn á, thì Diễm sử dụng khuôn bánh trung thu này là 50 gram. Khuôn này thì Diễm mua ở trên Amazon, mua lâu lắm rồi nên mình cũng không có nhớ địa chỉ nữa. Đó, mình cho vào thì mình dặn là như vậy là khuôn nó chắc à. Mình sẽ lấy một cái dĩa nha, rồi mình múc ra khoảng từ 2 cho tới 3 muỗng canh bột mì đa dụng, cái bột mà hồi nãy mình làm bánh trung thu luôn đó. Rồi mình lấy một ít nè, mình cho vào trong cái khuôn. Để như vậy khi mà mình đóng bánh mình dễ lấy cái bánh ra hơn. Cho vào rồi thì mình phủ cho nó sạch bột nha. Cầm cái viên bánh lên là mình thấy nó rất là rít, vì vậy mình sẽ cho bột áo lên liền chứ mình đừng có xe cái gì thêm thì nó rất là dính tay. Mình phủ bột áo cho thật là đều. Khi mình cầm mình thấy cái viên bột nó hơi khô là được. Mình cũng không nên cho bột áo nhiều quá thì lúc mà mình đóng bánh xong cái vỏ bánh nó sần, nó không có được mướt. Rồi mình cho vào trong khuôn nè. Để xuống rồi mình ấn thôi, rất là dễ. Cái này ấn thì hơi mỏi tay, tại vì mình ấn mình giữ khoảng 3 giây cho nó chặt thì cái nét bánh nó mới rõ. Rồi mình đẩy ra, nhẹ nhàng mình gỡ cái bánh. Vậy là xong rồi. Diễm thấy đối với những cái bánh mà 50 gram mình nên chọn khuôn cái nét nó rõ như vậy thì khi mà mình nướng bánh nó sẽ đẹp hơn. Đóng bánh xong hết rồi thì mình đi làm nóng cái lò nướng nha. Diễm sẽ bật cái chức năng là hai lửa trên và dưới, không có bật quạt. Và nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F. Trường hợp mà mình không có lò nướng mà mình nướng bằng nồi chiên không dầu thì mình chỉnh nhiệt độ là 200 độ C. Khi mà lò nóng đủ rồi thì mình cho bánh vào trong lò, mình đặt ở cái rãnh giữa của lò nha. Và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ 220 độ C, 428 độ F này trong vòng chính xác là 10 phút. Mình đừng có nướng lâu hơn hoặc là ít hơn thì cái vỏ bánh nó chưa chín, còn nếu mà mình nướng lâu quá thì cái bánh nó sẽ bị nứt và nó chảy nhân ở bên trong. Sau 10 phút á, thì mình lấy bánh ra và mình sẽ phun nước đều lên hết cái mặt bánh luôn. Nước này là nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Mình phun cho tới khi mà mình thấy á, cái mặt bánh nó hơi ướt là được. Sau khi phun nước xong thì mình sẽ để cho bánh nguội ha, thời gian thì khoảng 30 cho tới 45 phút, tùy cái nhiệt độ nhà mình mát hay là nóng. Trong thời gian này thì mình đi làm cái hỗn hợp phết lên bánh. Diễm có một cái trứng gà. Mình lấy luôn lòng đỏ và lòng trắng. Một muỗng canh nước, nước ở nhiệt độ phòng nha. 1/2 muỗng canh dầu, mình sử dụng dầu hoa hướng dương hoặc là dầu gì không có mùi là được. Rồi bây giờ mình đánh cho trứng nó tan và cái nước á, dầu nó cũng hòa đều với trứng. Trước khi phết trứng lên mặt bánh thì mình cũng kiểm tra, mình sờ thử, mình thấy bánh nó đã nguội hoặc là còn ấm tay tí xíu thôi thì được chứ đừng có còn nóng. Rồi mình chấm cái cây cọ nè. Mình lấy một phần trứng rất ít, mình phết nhẹ lên.
Tại vì nếu mà mình để trứng nhiều quá thì cái bánh nó không có được nét khi mà mình nướng xong. Là mình phết một cái lớp mỏng thôi là được. Sau khi phết trứng xong thì mình cũng đi làm nóng cái lò nướng, nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F. Lò nóng đủ rồi thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Mình cũng để bánh ở rãnh giữa của lò. Và lúc này thì mình sẽ nướng trong khoảng thời gian từ 8 tới 10 phút thôi. Sau 8 phút thì mình nên canh nha. Mình thấy cái mặt bánh bắt đầu nó hơi vàng xém cạnh. Cái thành bánh thì nó chín là mình lấy ra liền, mình đừng có nướng lâu. Thì như Diễm nói đó, nếu mà mình nướng lâu thì dễ làm cho cái bánh nó bị nứt, nhân nó sẽ chảy ra. Cái này là Diễm nướng được 9 phút nè. Bánh sau khi lấy ra khỏi lò thì mình nên để cho bánh nguội khoảng 1 tiếng là mình có thể ăn được. Đây là bánh mà Diễm đã để được 2 tiếng. Thì mình nhìn ha, thành bánh và đế bánh chín kỹ. Như vậy thì khi bánh mình để mấy ngày nó không có bị mềm cái vỏ hoặc là nó tươm dầu ra quá nhiều. Bánh này sau 2 tiếng thì khi mà mình cắt mình sẽ thấy cái vỏ bánh nó còn giòn. Để Diễm cắt thử cho mình xem. Đó, nó hơi cứng và phần nhân bên trong nó sẽ chảy. Thực ra cái bánh này đúng là cái nhân nó không chảy mà nó chỉ mềm thôi nha. Tại vì mình ăn kem của tiramisu thì nó không có chảy mà nó chỉ mềm. Đó, mình cắt ra. Còn đây là bánh mà Diễm đã để được một ngày rồi. Vỏ bánh lúc này nó tươm dầu, vì vậy nó sẽ mềm, nó bóng mượt hơn. Mình sờ vào thì mình thấy cái vỏ bánh mềm mình cảm nhận được liền. Và khi mà mình cắt bánh á, thì mình sẽ thấy cái bánh nó khác. Nó mềm hơn, nó không có còn cái độ giòn như là bánh mình vừa nướng khoảng 2 tiếng. Và nhân bánh lúc này nó không còn chảy như là mình vừa nướng được 2 tiếng, nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ mềm chứ không phải khô và đặc. Bánh này nếu mà mình thích cà phê thì Diễm nghĩ mình sẽ rất là thích luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh trung thu tiramisu. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.